À, như chúng ta đã biết thì cái dịch tiết âm đạo là một trong những cái yếu tố quan trọng giúp chúng ta trong cái quá trình quan hệ vợ chồng được thuận lợi hơn, đúng không ạ? Nhưng mà có rất nhiều chị em sau sinh chúng ta gặp phải cái tình trạng khô hạn, cái dịch tiết âm đạo là nó giảm. Vậy thì nguyên nhân tại đâu thì ở video này bác sĩ sẽ chia sẻ với mọi người nhé. Em là Hoài, em 29 tuổi, công việc hiện tại của em là bác sĩ của phòng khám đa khoa quản lý thuộc trung tâm y tế huyện Ba Vì. Em có 5 năm kinh nghiệm trong việc điều trị, tư vấn lâm sàng và hiện tại em là nhà phân phối các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe chị em phụ nữ. Và ở video này em sẽ chia sẻ với các chị cái nguyên nhân tại sao mà chị em phụ nữ chúng ta lại bị khô hạn sau khi sinh nhé. Như chị em chúng ta đã biết thì cái dịch tiết ở âm đạo của chúng ta nó giúp duy trì cái độ ẩm của âm đạo của chúng ta, làm mềm cái âm đạo của chúng ta là nhờ hai loại hormone là estrogen và progesterone. Và cái hai loại hormone này thì nó thay đổi theo từng giai đoạn. Ở giai đoạn mà chị em chúng ta mang bầu thì estrogen và progesterone nó tăng lên rất là cao để giúp cho quá trình thụ thai và giữ thai. Nhưng sau khi mà chị em chúng ta sinh thì cái lượng progesterone và estrogen này nó sẽ thay đổi. Lúc này là cái hormone prolactin nó sẽ tăng lên để tăng cái quá trình bài tiết sữa, nên cái hormone estrogen nó sẽ bị suy giảm xuống. Và khi hormone estrogen nó suy giảm xuống thì cái dịch tiết âm đạo của chúng ta nó cũng vậy mà nó sẽ ít đi. Ngoài ra thì estrogen nó giúp duy trì cái mô ở âm đạo và duy trì độ tưới máu ở vùng âm đạo của chúng ta nữa. Nên khi mà estrogen nó suy giảm thì dẫn đến cái tình trạng là chị em chúng ta bị đau giáp khi quan hệ và cảm giác là giảm ham muốn. Và sau sinh thì rất nhiều các mẹ chúng ta phải chăm con, đúng không ạ? Thì cái việc là chúng ta bị stress chẳng hạn này, rồi cái việc là chúng ta phải chăm con thì mất ngủ này, rồi căng thẳng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc bài tiết và nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm lý nữa. Nên là sau khi sinh rất là nhiều chị em chúng ta gặp phải cái tình trạng là khô hạn. Nói lại thì nguyên nhân gây ra khô hạn của chúng ta ấy, một chút vẫn là do sự sụt giảm của estrogen. Estrogen này sụt giảm và thay thế cho cái quá trình hormone prolactin nó tăng lên để giúp cho quá trình bài tiết sữa, giúp chúng ta có sữa cho các con. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa đó là do cái yếu tố tâm lý của các mẹ và cái chế độ dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt nó bị thay đổi, nên là cũng làm cho cái cũng dẫn đến cái tình trạng chị em chúng ta bị khô âm đạo. Thế đấy là những cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng khô âm đạo sau sinh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video của em. Hẹn mọi người ở video tiếp theo.